Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Dương Môn Thương, một môn phái mà rất là nhiều anh em nói là nó bị yếu lại cái kiểu con là điểu, đúng không? Chúng ta coi yếu hay không. Vừa mới vô quất một cái một bảy liên chạm nhẹ nhàng tình cảm liền anh em, quá dữ dội. Mình không biết là ông nào mà ông sóc đà mình ghê vậy ta, ai mà sóc đà mình gớm thế mấy anh trai ơi. Ai da, cứ bình tĩnh anh trai, vô cứ quẹt kiểu thôi. Rồi chúng ta chạy ra ngoài bơm máu vô cái. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi anh trai ơi, anh trai. Cứ bình tĩnh thôi mọi người. Rồi mình chạy ra. Bơm máu từ từ thôi, thấy không? Chúng ta để chiêu. Để chiêu cái kiểu. Rồi lướt vô, đụng ra cái, quẹt. Oh yeah. Bên kia nó đấm ghê quá anh em. Oh my god. Thật sự là mô phái Dương Môn Thương rất là mạnh. Nếu như trong tay cao thủ, còn gà như cua rất là khó luôn á anh em. Gà như cua khó chơi lắm. Ai da. Hút sinh lực lên một chợ luôn kìa, ghê không? Nhưng mà chúng ta đã hết hút sinh lực rồi. Dạ chúng ta đợi thôi. Đợi chúng ta đấm mà. Khi mà chúng ta có chiêu các kiểu thì chúng ta mới đấm được anh em ơi. Đó, trời ơi, hút sinh lực một chợ luôn kìa bà con ơi. Ghê không? Rồi quá dữ. Trời ơi, quá kinh khủng luôn anh em. Quá ghê. Thực sự là để cao thủ cầm Dương Môn Thương ta nói là rất là khủng khiếp. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Không phải là cua nói bản thân cua nha anh em. Thì anh em cũng thấy là cái người nào mà cầm mà giết như một cái máy là người đó cao thủ á. Ghê thật đó anh em. Má ơi. Thật sự là cầm cái con Dương Môn Thương anh em phải hiểu rõ cái bộ chiêu của nó. Nếu như chúng ta không hiểu rõ bộ chiêu mà chúng ta nhào vô như con thiêu thân thì rất là dễ chết luôn. Cái con Dương Môn Cung này nó mạnh. Nó thật sự nó rất là mạnh. Với điều kiện nó có được cái hút sinh lực, sự là rất là khủng khiếp luôn. Cái hạt này anh em cũng biết là không, chút xíu rồi mình sẽ cho anh em xem cái hạt này nó build như thế nào. Hạt này build gớm lắm, dữ dội lắm. Hạt này là build là hút sinh lực rất là khủng khiếp, hút sinh lực 7% hút sinh lực, là coi như là cái hạt này anh em thấy là nó quẩy như con 37 luôn, như con 37 thiệt luôn. Má ơi, khủng khiếp vậy ta, khủng khiếp vậy anh trai. Ai trưởng thiệt, ghê. Một cái người chơi mà mới như cua trải nghiệm cái con này chưa rành, nhưng mà cảm giác nó quýnh trời má, nhìn không ra luôn anh em, đam nó to phải trưởng. Nãy giờ mình hơi nhát anh em ơi, ôi cha nội kia gì ghê vậy bà. Bình tĩnh anh trai ơi, nãy giờ mình hơi nhát tại vì mình quên cái ạt này là nó hút sinh lực 7% lận anh em đó, nên là nó quẩy trò, nó quẩy như con 37 thiệt luôn á. Này không phải là con 38 đâu, này là con 37 luôn mà anh em, quẩy như con 37 luôn, quẩy cực kỳ ghê gớm, quá dữ luôn á, quá dữ dội luôn. Rồi chết ngắt luôn. Quỷ cái bàn này sao nó mạnh nha. À không phải, quỷ thiên à. Chúng ta phải chơi theo cái dạng mà vô đám đông thôi mọi người ơi. Chúng ta không thể nào mà chơi theo cái dạng mà đánh lẻ được. Tại vì khi mà chúng ta có hút sinh lực cao, vô đám đông nó đánh mới thích anh em ạ. Đánh cực kỳ thích luôn. Mà khi mà chúng ta đánh đơn mục tiêu thì hút sinh lực nó không đã. Đa mục tiêu hút sinh lực nó mới sướng anh em. Đúng không? Đa mục tiêu hút sinh lực nó mới đã luôn. Rất là nhiều dữ dội luôn ấy. Phải chưa anh thiệt. Đó, quẹt cách kiểu. Đó, tuân toàn cách kiểu. Rất là dữ dội cách kiểu. Bất tử luôn là có thiệt luôn anh em. Phải cái chuông. Chạy ra ngoài cái. Ôi, phải cái chuông. Hụt sinh lận cái. Ôi, khục không được luôn. Sao con quỷ kia nó giết mình hoài vậy ta. Mà công nhận mạnh thật anh em. Má ơi, trời. Thật sự rất là sướng luôn. Nãy giờ anh em có nghĩ là chỉ mới có vài phút ngắn ngủi chúng ta đã có được gần 10k điểm không anh em? Trời ơi, hút kìa, ôi trời ơi, oh my god. Rồi, anh đường môn các kiểu à, oh my god. Trời, kinh vậy cha, thật sự luôn á, ghê vậy. Mày, chạy đâu em, Nga mi. Thôi, mình chạy dài xíu anh em, chạy dài xíu. Này, chúng ta hơi bị, gọi là, hơi bị quắn này, hơi bị húng xíu. Chúng ta hơi bị húng xíu, là chúng ta hơi bị ham á mọi người. Đang hết cái chiều lướt ra ngoài, chúng ta chưa có thể nào mà cơ động được. Quá dữ dội cho một cái môn phái mà ta nói là nếu anh em build thêm cái hút sinh lực cực kỳ bá đạo.
kỳ bá đạo luôn. Quá dữ luôn anh em ơi, quá kinh dị Mỹ. Một cái cách build đồ thì cô sẽ review sau cho anh em, nhưng mà thực sự là quá dữ luôn mọi người ơi, quá kinh dị Mỹ. Kinh khủng. Quá mạnh đi mọi người, quá mạnh. Rồi, bây giờ tôi đã quen được cái cách chơi của con này rồi. Khi mà anh em cũng biết là khi mà cua đã biết cách chơi một môn phái nào đó thì cua sẽ đánh rất là dữ dội. Thật sự luôn, cua đánh là bấy sấy luôn á anh em, thấy không? Bấy sấy luôn á. Quá dữ luôn, quá dữ dội luôn, quá kinh khủng luôn. Trời, một cái một lên đường. Hết kinh khủng luôn anh em. Tôi nói là tôi dặn nút biến tờ lưa luôn nè anh em ơi. Phải trưởng thì đúng gớm luôn. Mà anh em thấy là vừa mới vô chúng ta, trời ơi, lướt vô phà chiêu số 2 một đống đam, chơi chiêu số 1 một quẩy thôi là chết hết một đám luôn. Cái chiêu số 2 nó mạnh khiếp cho ta, chỉ cần một quẩy thôi là chết một đám rồi, rất là ghê gớm luôn, quá dữ dội luôn, cực kỳ kinh dị từ vị trí của cua. Đó, đúng là cái con này là giao tranh tổng chùm thật sự luôn á anh em, rất là ghê luôn. Bình thường là anh em thấy là cái con mắm dương môn cung á là nó sẽ phụ thuộc vô cái bộ chiêu số 2 rất là nhiều đúng không? Đó, nhưng mà cái con này nếu như anh em build được nhiều hút sinh lực thì thực sự nó bá chùm thật sự á. Hút sinh lực nhiều thì cái chiêu số 1 của nó anh em thấy là hầu như là nó chơi liên tục luôn. Chiêu số 1 nó chơi nhiều, tại vì nó tích lại 3 lần luôn mà anh em, chơi nhiều. Chúng ta chỉ cần là chúng ta né những cái trà nội cái bang ra, chúng ta sẽ rất là ok. Đó, chơi cái chiêu số 2 hút máu lên. Đó, quay đều cái kiểu. Rồi chúng ta lướt ra. Rồi lướt không được anh em bị choáng cái kiểu con đà điểu luôn. Má ơi khủng cho ta. Thật sự mới 5 phút đầu 21k điểm. Rất là khủng khiếp từ vị trí của Sugokon là Son Goku. À quên nữa, hiện tại là mình đang ghé thăm server S94. Cái server này là một cái server hôm vừa rồi hôm đó là mình không biết là cách đây bao nhiêu ngày khi mà lên video này thì mình nói hôm vừa rồi đi ha. Cái server này rất là hot ở chỗ có một cái cây vũ khí ám khí là cái cung. Nó được 5k ngân phiếu, bán được 5k ngân phiếu anh em. Thật sự là khi mà chúng ta chơi ở một cái server mà cũ á, server này còn dạng là tông sư 31 là server cũ rồi đúng không, và với cái việc mà số ngân phiếu mà anh em kiếm được khi mà bán đồ thực sự là vài trăm, cao nhất là 1-2k thôi, hên lắm là 1-2k. Chứ mà cái bài viết của một anh ở bên server này, ảnh up lên một cái vũ khí 5k ngân phiếu, từ lúc đó là server S94 rất là hot luôn, rất là nhiều anh em hóng luôn cái server này. Và rất là may mắn khi mà cua đã được tận tay anh chủ quạt là Hào Hư Hỏng, anh ấy nhắn tin vào Zalo cho cua. Thì cái Zalo của mình là Son Goku 0946496490. Anh ấy nhắn tin vô Zalo của mình. Thì cảm ơn anh Hào Hư Hỏng rất là nhiều khi mà đã cho em có dịp qua bên server S94 trải nghiệm cái server cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại, với cái số tiền chi ra rất là dữ dội của các anh top ở bên đây. Nghe đồn là bên đây bán đồ mấy ca ngân phiếu không anh em, rất là khủng khiếp luôn. Và mình may mắn nữa khi mà mình được trải nghiệm một cái con dương môn thương nó mạnh mẽ như thế này. Thật sự là rất là lâu rồi mình mới có cảm giác mà mình bường như một cái máy. Cái này phải nói là bường như một cái máy luôn. Rất là kinh dị. Rất là kinh dị từ vị trí của Son Goku. Quá dữ dội từ vị trí của Son Goku. Nhưng mà gặp mấy cái bàn rồng thì cũng hơi rén nhẹ tí. Hơi rén nhẹ nha anh em. Tại vì sao? Tại vì mấy thằng quỷ này cái bàn rồng nó phà một cái là mình chỉ có chết thôi. Nãy đứng im cái ông cái băng rồng cái nó phà, trời nó phà một cái một rồi mình đi ngủ luôn, rất là ghê luôn, quá dữ. Nhớ anh em nào mà muốn cua trải nghiệm ạc của anh em, muốn cho server anh em lên trên Twitch kênh LNB channel, hay là anh em muốn làm video review về cái trận công hình chiến server anh em để làm kỷ niệm cho ban của anh em đồ cái kiểu, hay là muốn cua test ạc của anh em xem ạc của anh em có mạnh hay không, thì theo cái quan điểm cá nhân của cua thì cua sẽ chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình khi mà trải nghiệm mạc của anh em. Anh em muốn đi tống kim chế thực học này nó cái kiểu, anh em cứ nhắn tin vô Zalo cho cua nha. Zalo Son của cua 0946496490. Và anh chủ hạt này anh có nhắn cua nói là cua ơi, các bạn mình thấy yếu quá,
Với lại là lỡ rồi, cô cũng biết là ở bên server S94 này, server hot trong cái thời điểm hiện tại đúng không? Cô qua cô sẵn tiện coi cái ạc của mình như thế nào. Thật sự ạc này rất là yếu anh em, yếu đến nỗi mà một combo mà giết gần 100 thằng, yếu ghê, yếu thật sự luôn á. Và chắc chắn sau cái video này ra mắt thì sẽ rất là nhiều anh em top sẽ chuyển qua môn phái dùng môn thương, chắc chắn luôn. Rất là ghê gớm, từ một cái môn phái mà ta nói là cực kỳ kinh dị với cái khả năng hút sinh lực rất là ghê. Và nếu như anh em build thêm một cái là hút sinh lực cho cái bản thân cá nhân cái ạc của anh em nữa, ạc này build hút sinh lực 7% á, nếu anh em build hút sinh lực cao nữa, thực sự nó sẽ rất là bá chùm luôn á. Nó hút sinh lực cực kỳ kinh dị mỹ, hút quá khủng khiếp luôn á mọi người. Trời má ơi, thiệt mình rất là ghét những cái khúc này. Mình đã bơm hết bình máu, mình mua bình máu mới luôn, rồi nhào vô đám đông mình chết. Phải nồi, phải cái nồi thiệt. Cây te nha, giật giật đó. Trời ơi, ta nói là có hút sinh lực vô nó quẩy như con bà bảy thực sự luôn á anh em. À, cái con dương môn thương này nó mạnh ở chỗ đó chính là hút sinh lực của nó nhờ cái chiêu tâm pháp. Nếu như anh em build thêm hút sinh lực nữa thì khi mà chúng ta áp sát vào đám đông, đam chúng ta to, chúng ta sẽ được hút sinh lực rất là nhiều. Chưa kể cái chiêu số 1 của chúng ta sẽ không bị các bạn qua sân kiếm chặn, nên là rất là ngon trong cái việc mà chúng ta nhào vô đối phương. Ngoài ra thì con dương môn thương này có một cái chiêu nó sẽ được miễn khống chế giảm đam, chiêu bị động á anh em. Cô sẽ cho anh em xem luôn. Ơi chạy ra cái anh trai, đây cái chiêu này đây. Bây giờ mình coi không được xíu cua, sẽ cho anh em xem. Rồi bây giờ là trước khi mình kết thúc cái trận đấu này, chúng ta phải giết tầm 20 mạng được không? Không được anh em, chúng ta chỉ giết được khoảng 400 mạng thôi. Khá buồn cho một cái trận đấu cực kỳ kinh khủng. Nói chứ là 23k điểm thì cũng khủng khiếp lắm. Giờ bây giờ anh em cũng thấy là nhào vô giết mười mấy mạng, mình cũng cực kỳ bất ngờ luôn. Rất là lâu rồi mình cầm lại con dương môn thương, mình cũng không biết cái cách DK rành con dương môn thương nữa. Nhưng mà thật sự là ổng quýnh ghê quá. Cái hạng này quýnh kinh, kinh thật sự. Hút sinh lực đồ các kiểu cực kỳ dữ dội. Cái hạng này build cái hút sinh lực này coi coi. Hút sinh lực cái hạng này build 7.7%. Mà hút là hơi bị kinh rồi đó. Chưa kể là cái chiêu, đây cái chiêu này đây, đây cái chiêu dương môn nè. Khi mà chúng ta đánh trúng mục tiêu, chúng ta sẽ tăng được hút sinh lực trong vòng 7 giây nha. Tấn công cơ bản tăng luôn, ghê không? Quá dữ dội. Rồi cái chiêu mà giúp cho hàng dương môn, nãy giờ anh em thấy là mình nhào vô như một cái máy á. Chúng ta sẽ được một cái là đệ tử dương môn bị tấn công nè, sẽ kích hoạt lên cái chiêu này, miễn toàn bộ hiệu quả bất lợi và nhận được một khiên trắng là giảm đam. Có được cái hậu thuẫn mình giảm đam quẩy như con bà bảy luôn, cực kỳ ghê. Thực sự là bây giờ mình mới trải nghiệm được cái con dương môn thương và cảm giác nó mạnh dã man. Nếu như mà gặp đúng người build, đúng người build chuẩn và người cầm BK có kỹ năng thì thực sự con này nó khủng khiếp, quá dữ dội luôn. Và chắc chắn sau video này anh em sẽ có một cái nhìn khác về con dương môn thương, sẽ có nhiều top anh em sẽ chuyển qua dương môn thương chơi. Nà, nhưng mà phải yêu cầu anh em là muốn quẩy như cua thì anh em bắt buộc phải có hút sinh lực cao nha, quá dữ dội. Và cảm ơn anh Hào Hư Hỏng server S94 đã cho em trải nghiệm cái server rất là hot, sử dụng tiền rất là ghê, vũ khí đồ các kiểu cực kỳ kinh khủng, bán đồ rất là mắc luôn, có giá luôn, rất là dữ dội. Và đặc biệt là trải nghiệm được cái con dương môn thương rất là dữ dội luôn. Cảm ơn anh Hào Hư Hỏng rất là nhiều. Và hello anh em Ban Thiên Đình nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.